Mới đây, Đoàn Kiểm tra Giám sát của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh An Giang đã có buổi làm việc với Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội Quyền Thoại Sơn về dự án cho dây từ Quỹ Quốc gia về việc làm năm 2020. Báo cáo cho thấy, đến nay chương trình cho dây hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, doanh số cho dây 5 tỷ 960 triệu đồng với 134 dự án, tạo việc làm cho 134 lao động, doanh số thu nợ 664 triệu đồng, tổng dư nợ gần 17 tỷ đồng với 446 dự án. Trước đó, đoàn đã kiểm tra tình hình hoạt động của điểm giao dịch xã Vĩnh Trạch, kiểm tra trực tiếp một số hộ dây giống sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện nội quy quỹ thác với ngân hàng chính sách xã hội, tình hình hoạt động của các tổ tiết kiệm và dây giống.